Hello anh chị em, mấy tháng trước thì có nhiều anh em nói mình là ASEAN giảm giá ít quá, giảm trên hóa đơn có mấy triệu ấy, chưa bỏ để xuống tiền mua. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, bắt đầu từ 1 tháng 9 thì hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ anh em nhé. Thế là nhắm mắt ấy, anh em cũng được hỗ trợ đâu đó khoảng hơn 20 rồi. Thậm chí với những anh em nào mua bản cao mà ở những cái tỉnh thành mà tính thuế 12% á, mình bỏ túi khoảng 30-40 đơn giản anh em ạ. Giờ giá thành nó đã quá hợp lý rồi, nên anh em có thể lựa chọn mua xe trong thời điểm này là quá ok luôn anh em nhé. Vừa hết tháng 7 ngâu xong lại đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Còn gì mà không xuống tiền. Ok, trong nội dung của video ngày hôm nay thì mình sẽ show cho anh em về cả 4 phiên bản của Hyundai Accent, update luôn cho anh em về giá bán, khuyến mại, thủ tục trả góp cũng như là cái phần trả hàng tháng như thế nào và thủ tục mua xe ra sao ở trong thời điểm đầu tháng 9 này. Mời anh em chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé. Như anh chị em đã biết thì Accent tại Việt Nam được phân phối với 4 phiên bản, bao gồm một phiên bản số sàn và ba phiên bản số tự động anh em nhé. Ba phiên bản số tự động thì lần lượt chia thành tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp. Còn với phiên bản số sàn là phiên bản bay thì anh em biết là sinh ra để làm gì rồi đúng không ạ? Sinh ra để chạy taxi, để chạy cái trụ dịch vụ kinh doanh vận tải là chuẩn bài luôn rồi. Rộng rãi này, tiết kiệm này, mới tinh 100% này, sau đó thì lại rất dễ nhanh thu hồi vốn anh em nhé. Rồi, với bốn phiên bản này nó được trang bị như thế nào và giá thành ra sao, khuyến mại thế nào thì anh em chúng ta cùng xem lần lượt từng phiên bản nha. Phiên bản đầu tiên đó là phiên bản Accent 1.5MT bản bay. Nghe cái tên thôi là anh em biết cái trang bị nó như nào đó, bản bay mà. À, có gọi là bốn bánh quay đều, điều hòa mát mới tinh 100%, không có lỗi vặt gì, vận hành bảo dưỡng rẻ, thế là chúng ta đủ cái tiêu chí rồi đúng không ạ? Đây là một phiên bản sinh ra để cho anh em chạy kinh doanh dịch vụ vận tải hoặc là chạy Grab, chạy Bi ở các thành phố lớn nha. À, vì là phiên bản tiêu chuẩn nên anh em sẽ bị cắt tương đối nhiều option. Ví dụ như là thông số lốp ấy, nó sẽ là la răng thép 15 inch thôi chứ không phải là cái dạng phay cắt hay là hợp kim kiếp gì đâu nha anh em. Nhưng mà may ấy, là đèn vẫn là đèn halogen projector, lại còn tự động bật tắt luôn, quá là ngon. Gương thì gương chỉnh điện hết rồi đấy, nhưng anh em sẽ không có đèn led định vị ban ngày này, không có đèn sương mù luôn. Còn về phía bên trong nội thất anh em nhá, những cái gì mà anh em hình dung đến ấy, thì nó không xuất hiện trên phiên bản này đâu. Mở cửa xe ra chúng ta thấy full toàn nhựa với nỉ thôi đấy, đen xì xì hết. Có sẵn bốn loa nhưng lại không có màn hình giải trí cảm ứng nhá, anh em buộc phải lắp thêm thôi. Rắc chờ thứ đầy đủ hết rồi, việc lắp thì đơn giản lắm, gặp mình phát là sẽ có màn Android ngon nghẻ luôn. Còn về tính năng an toàn, đây là phiên bản bay, anh em sẽ chỉ có cân bằng điện tử, có phanh ABS, có khởi hành ngang dốc và có hai túi khí thôi. Như thế này mình nghĩ nó đã là ok lắm rồi đây anh em ạ, chứ trước đây các phiên bản bay ấy, nó còn tụt lùi nữa cơ. Còn về giá thành nhá, Accent 1.5MT số sàn bản bay này thì niêm yết mức giá là 439 triệu. Anh em vẫn chỉ được trừ nhẹ nhàng trên hóa đơn là có 4 triệu thôi, tức là thanh toán 435 triệu nha. Sau khi mà áp 50% lệ phí trước bạ ấy, thì lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 486 triệu, tại Sài Gòn sẽ là 482, tại các tỉnh thành thuế 12% sẽ là 466 và tại thành thuế 10% sẽ là 462 triệu. Anh em có thể vay tối đa là 348 triệu, tức là tương đương với 80% giá trị xe trong vòng 8 năm. Chuẩn bị trước giúp mình khoảng tầm 123 cho đến 147 triệu tùy tỉnh thành. Hàng tháng trả gốc cả lãi rơi vào khoảng tầm hơn 6 triệu một chút anh em nhé. Dĩ nhiên là gốc thì sẽ cố định, còn lãi giảm dần theo dư nợ gốc. Phiên bản tiếp theo là phiên bản 1.5 AT tiêu chuẩn. Nhìn chung ấy, phiên bản này nó không nâng cấp quá nhiều so với phiên bản bay đâu anh em ạ. Nhưng mà có cái rất hay, đấy là số tự động nó đã được trang bị rồi này. Màn hình giải trí nó sẽ có đủ luôn. Nhìn chung là cơ bản, chứ còn về tính năng an toàn thì nó xem như trên phiên bản tiêu chuẩn đấy nha anh em nhé. Chúng ta có thể kể tới cái mẫu xe này nó được nâng cấp những cái gì. Đầu tiên ấy là cái vành xe thì nó sẽ là cái vành hợp kim 15 inch, nhưng nói thật là nhìn nó vẫn chưa bắt mắt lắm đâu anh em ạ. Đèn halogen projector có đủ rồi đấy, có thêm cả tính năng tự động bật tắt và có cái đèn sương mù. Gương thì ngoài việc chỉnh điện anh em có thể gập điện được nhá, tay nắm cửa mạ chrome. Nội thất bên trong xe thì tất cả nó vẫn là nỉ hết như anh em đã nhìn ở trên thôi. Có cái là được trang bị thêm cái màn hình giải trí cảm ứng 8 inch đi kèm với 4 loa. Đấy, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai và có start stop. Đây là những cái điều mà mình nghĩ là nâng cấp tương đối là giá trị đấy. Còn về tính năng an toàn thì cơ bản như trên phiên bản tiêu chuẩn thôi. Thêm được mỗi cái là có thêm cam lùi anh em nhé. Còn lại tính năng an toàn thì sẽ chỉ có là ABS này, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc và hai túi khí thôi ạ. Giá thành trên phiên bản này thì nó cũng cao hơn so với phiên bản bay khoảng tầm 50 củ anh em nhé. Và Accent 1.5 AT tiêu chuẩn thế là được niêm yết mức giá là 489 triệu. Anh em sẽ được trừ 4 triệu trên giá bán, tức là thanh toán thực tế có 485 triệu thôi. Và nếu áp 50% lệ phí trước bạ vào thì lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 539 triệu.
tại Sài Gòn là 534, tại các tỉnh đánh thuế 12% sẽ là 519 và đánh thuế 10% sẽ là 514 triệu. Anh em có thể được vay tối đa cho phiên bản này là 388 triệu, tức là tương đương với 80% giá trị xe trong vòng 8 năm. Chuẩn bị trước giúp mình khoảng tầm từ 136 cho đến 161 triệu tùy tỉnh thành, và hàng tháng cả gốc cả lãi đâu đó thì khoảng tầm 7 triệu. Dĩ nhiên là gốc cố định 4 triệu, còn lãi giảm dần theo dư nợ gốc anh em nha. Phiên bản tiếp theo nữa sẽ là phiên bản 1.5 AT, phiên bản đặc biệt. Với phiên bản đặc biệt này thì mình nhìn chung ấy là nó sẽ nâng cấp tương đối là nhiều so với cái phiên bản tiêu chuẩn đấy, đặc biệt là về phần nội thất anh em nhé. Với phiên bản đặc biệt này thì sẽ được trang bị la răng hợp kim 15 inch, cái đèn chiếu sáng sẽ là đèn full LED luôn anh em ạ. Có cái LED định vị ban ngày rất là đẹp, nó chạy dọc theo cái toàn bộ cái phần mui xe ấy, chứ nó không phải là cái phần nhựa giống như trên hai phiên bản thấp đâu. Cùng với đó anh em sẽ có đèn chiếu sáng tự động bật tắt này, có đèn sương mù này, gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện có sấy luôn anh em nhé, có đèn hậu dạng LED này, có tay nắm cửa mạ chrome tích hợp cái nút bấm mở cửa thông minh. Còn về phía bên trong nội thất thì anh em sẽ được trang bị luôn là vô lăng bọc da này, lẫy chuyển số phía sau vô lăng này, và có cả ghế da luôn, quá ngon đúng không ạ? Cần số cũng bọc da rất cẩn thận. Cùng với đó nha, màn hình giải trí 8 inch đầy đủ hết này, màn hình đa thông tin 10,25 inch rất đẹp, đi kèm với đó tới 6 loa các anh em ạ. Cruise control có đủ này, giới hạn tốc độ có đủ này, có chìa khóa thông minh khởi động nút bấm, có luôn cả tùy chọn các chế độ lái luôn anh em nhé. Đấy, nâng cấp nhiều không ạ? Về tính năng an toàn cũng nâng cấp thêm rất ngon luôn, ví dụ như là cam lùi, cảm biến lùi có đủ hết này, có cả cảm biến áp suất lốp luôn, và có tới 4 túi khí quanh xe. Ở trên phiên bản này thì giá thành nó cũng lại nhỉnh hơn 40 củ so với phiên bản tiêu chuẩn. Giá niêm yết đang là 529 triệu, và giá bán thực tế thì anh em được trừ 5 triệu trên hóa đơn, tức là thanh toán 524 triệu thôi. Áp giảm thuế 50% lệ phí trước bạ vào thì lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 581 triệu, tại Sài Gòn là 575, tại các tỉnh thành thuế 12% sẽ là 561 và tại thuế 10% sẽ là 555 triệu. Anh em có thể vay tối đa là 419 triệu và chuẩn bị trước giúp mình từ 147 cho đến 172 triệu nhé. Gốc cố định hàng tháng phải trả là 4,4 triệu và cả gốc cả lãi ra đâu đó khoảng tầm hơn 7 củ, trong đó gốc cố định và lãi giảm dần theo dư nợ gốc nha. Phiên bản cuối cùng cũng là phiên bản cao cấp nhất, đấy là Accent 1.5 AT, phiên bản cao cấp. Trên phiên bản này nghe cái tên thôi thì anh em đã biết là nó đẳng cấp như thế nào rồi. Bao nhiêu cái tinh hoa có thể có trên chiếc Accent thì sẽ được tập hợp hết ở trên phiên bản này. Ví dụ chúng ta có bộ la răng 16 inch phay cắt cực kỳ đẹp luôn. La răng hợp kim 16 inch cũng rất đẹp phay cắt các kiểu. Đèn chiếu sáng full LED, đèn LED định vị ban ngày, chiếu sáng tự động bật tắt, đèn sương mù, đèn hậu dạng LED là full hết luôn. Gương chỉnh điện gập điện có sấy không thiếu gì hết anh em nhé. Phía bên trong nội thất này, ghế da này, vô lăng bọc da này, rồi là cần số bọc da đầy đủ hết. Ngoài ra ấy, thì chúng ta còn có cả làm mát cho hàng ghế trước hay là hàng ghế sau gập 60 40 và có cả cái kệ tì tay rất ngon anh em nhé. Điều hòa sẽ là dạng điều hòa tự động chứ không phải điều hòa chỉnh cơ nữa. Màn hình thì vẫn vậy, 10,25 inch phía sau vô lăng, 8 inch giải trí đi kèm với 6 loa, có thêm cả sạc không dây cho anh em luôn nhé. Còn dĩ nhiên là điều khiển hành trình cruise control hay chìa khóa khởi động nút bấm là đủ hết. Nhưng cái điểm đáng khen nhất trên phiên bản này ấy, nó nằm ở cái phần tính năng an toàn cực kỳ thông minh và xịn. Thông minh và xịn ở đây chúng ta có cam lùi, cảm biến lùi này, cân bằng điện tử, áp suất lốp đầy đủ hết. Nhưng chúng ta còn được trang bị nguyên cả một cái gói Hyundai Smart Sense, bao gồm là phòng tránh va chạm phía trước, va chạm điểm mù, va chạm khi lùi, đèn pha thích ứng luôn anh em nhé, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển, và có tới 6 túi khí quanh xe. Ngon không anh em? Xe hạng B nhá mà ngon như vậy thì anh em biết là giá trị thế nào, và giá trị cao ấy, thì chắc chắn giá thành nó phải cao anh em ạ. Accent phiên bản 1.5 AT cao cấp này được niêm yết mức giá là 569 triệu. Anh em cũng sẽ chỉ trừ 6 5 triệu trên hóa đơn thôi, tức là thanh toán thực tế 564 triệu. Áp 50% lệ phí trước bạ vào thì lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 623 triệu, tại Sài Gòn là 617, tại các tỉnh thành thuế 12% sẽ là 603 và tại thuế 10% sẽ là 597 triệu anh em nhé. Có thể vay tối đa là 451 triệu, tức là tương đương với 80% giá trị xe trong vòng 8 năm. Ở Hà Nội thì trả trước giúp mình là 183 triệu, các tỉnh thành khác thấp nhất thì sẽ là 158 triệu anh em nhé. Và trả cả gốc cả lãi thì rơi vào là 8,1 triệu, dĩ nhiên ấy là gốc cố định, còn lãi giảm dần theo dư nợ gốc. Trên đây thì mình vừa show cho anh em về đầy đủ cả 4 phiên bản của Hyundai Accent áp dụng trong thời điểm đầu tháng 9 này. Nếu anh em quan tâm về bất kỳ mẫu xe nào thì có thể liên hệ trực tiếp với số hotline. Các bạn sẽ báo chi tiết cho anh em về cái mức giá lăn bánh,
bảng chạy hàng tháng, đồng thời là sẽ báo luôn cho anh em về cái phần phụ kiện tặng kèm nhé. Cảm ơn anh chị em nhà mình rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị em ở trong những video tiếp theo ạ.